Lời đầu tiên thì mình phải xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể viện FFB và lớp học SEM09 Hà Nội của chúng mình, vì trong quá trình học thì mình luôn giành được cái sự hợp tác rất tốt và cái sự hỗ trợ của các anh chị em FFB. Thì ở đây thì thực ra cái kết quả đạt được thì nó cũng khá bất ngờ đối với mình, nhưng mà cái nói là bí quyết thì nó cũng hơi quan trọng quá, nhưng thực chất là mình đạt được cái thành tích này là bởi vì mình có cái sự học tập nghiêm túc đối với khóa học, mình có cái sự hứng thú và mình dành nhiều thời gian đối với từng môn học. Và thứ hai nữa là các môn học nó cũng rất là gắn kết với cái công việc, giúp ích cho cái công việc quản trị thực tế của mình ở trong doanh nghiệp. Thì thực ra có thể mình không học gọi là chuyên sâu như các bạn học viên trẻ, nhưng mà mình lại được các thầy cô đánh giá cao ở cái phần trải nghiệm trong khía cạnh quản lý đối với doanh nghiệp. Thì mình nghĩ đấy là cái mà bí quyết đem lại cái giải thưởng cho mình. Môn quản trị nhân sự là cái môn mà mình ấn tượng nhất, bởi vì môn quản trị nhân sự là cái môn gắn với quản trị thực tế của doanh nghiệp nhiều nhất. Bởi vì như các bạn biết thì doanh nghiệp thì cũng có rất nhiều loại hình doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp đào tạo, rất nhiều loại hình doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp nào thì cũng sẽ cần phải hiểu và cần phải biết và cần phải làm tốt đối với quản trị nhân sự. Thầy Huy là thầy cũng rất là hòa đồng và có nhiều kinh nghiệm. Mình đánh giá cao ở tính thực chiến của thầy. Mình là con người vui vẻ nên là ở môi trường nào mình cũng thấy dễ chịu và cũng dễ hòa đồng. Thì mình cũng ấn tượng rất nhiều bạn. Trong đấy có bạn Ánh là bạn mà mình ấn tượng vì cái nỗ lực học tập của bạn ấy. Xa nhà và công việc rất là bận rộn nhưng mà cũng luôn cố gắng để có mặt, và khi mà có mặt thì việc học thì bạn cũng tham gia rất là tích cực, sôi nổi trên lớp, kể cả làm việc nhỏ.